Liệu rằng việc giết người, ăn thịt đồng loại có được đồng cảm và được xem là bình thường trong cả thế giới phim ảnh lẫn ngoài đời thực? Xét theo quy chuẩn đạo đức của xã hội thì hoàn toàn là không. Nhưng theo tác giả Dan Ariely đã từng đề cập trong cuốn sách Bản chất dối trá, thì công cụ đo lường đạo đức lại mang tính cá nhân. Nó bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như môi trường, hoàn cảnh hay thậm chí là cả cơ thể. Và triết học cũng có khá nhiều góc nhìn về đạo đức. Có thể một số người sẽ đánh giá qua kết quả, cũng có những người sẽ xem xét nó dựa trên bản chất. Do đó, ranh giới của cái thiện và cái ác rất mong manh. Nếu không xét về mặt pháp luật thì nó phụ thuộc vào thời điểm mà bạn thấy nó có phù hợp hay không và việc cân bằng giữa lợi ích cá nhân, lợi ích cộng đồng với cán cân công lý sao là vừa đủ. Nhắc đến đây thì ắt hẳn chúng ta cũng nhớ ngay đến một nhân vật đã từng xuất hiện trên màn ảnh, cũng gây ra không ít tranh cãi về giá trị đạo đức và tài năng của ông. Một cái tên không hề xa lạ với các fan điện ảnh, đó chính là nhân vật Hannibal Lecter trong bộ phim Sự im lặng của bầy cừu, Red Dragon, Hannibal Rising và series Hannibal 2013-2015. Xét về bản chất thì những hành động kinh dị của Hannibal trong phim là điều khó chấp nhận được. Nhưng vượt trên cả giới hạn về tội ác, mọi người luôn dành cho ông sự đề cao đối với trí tuệ, tài năng nghệ thuật và luôn muốn nhìn sâu vào những góc khuất ẩn trong những hành động của Hannibal. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Way to Weird Movie tìm hiểu việc giết người của Hannibal ở khía cạnh tâm lý, đạo đức cũng như về nghệ thuật sẽ như thế nào nhé. Ở các phiên bản khác, dù được thể hiện bởi các diễn viên khác nhau, nhưng Hannibal Lecter luôn xuất hiện với một vẻ ngoài lịch thiệp, tinh tế. Mọi người luôn muốn được kết giao với ông, không chỉ vì những bộ cánh chỉn chu khoác bên ngoài, mà còn vì vốn kiến thức uyên thâm mà ông luôn mang theo bên mình. Nghe qua mọi thứ đều có vẻ hào nhoáng, nhưng đằng sau vỏ bọc lấp lánh ấy, ít ai biết rằng Hannibal xem con người chỉ như bữa ăn, và cách thao túng tâm lý người khác của ông cực đỉnh. Không chỉ người thường mà thậm chí hàng trăm viên cảnh sát, máy phát hiện nói dối hay cả máy đo nhịp tim còn bị Hannibal đánh lừa một cách dễ dàng. Và hiển nhiên để làm được những điều này thì ông không phải là một tên sát nhân bình thường. Hình tượng của ông được nhiều người ví như đọa thiên sứ Lucifer vì thực sự rất khó để đặt hành vi và đạo đức lên bàn cân. Hannibal Lecter che giấu mọi tội ác một cách kín đáo và tự nhiên, bàn tay của ông xét trên cả 3 series đã nhuốm máu khoảng hơn 45 người. Ở đây chúng ta không hề bào chữa cho những điều xấu mà Hannibal gây ra vì những hành động của ông chắc chắn là đi ngược lại với luân thường đạo lý. Thay vì đó, chúng ta sẽ thử đứng trên phương diện của Hannibal để đánh giá hành vi của ông có ảnh hưởng như thế nào với người khác và cả bản thân ông. Đầu tiên, về nguyên nhân xuất phát, chính là vấn đề tâm lý của Hannibal. Ở Hannibal Rising, trong ký ức thời thơ ấu, vào Thế chiến thứ 2, mẹ giao cho ông trọng trách phải bảo vệ cô em gái bé nhỏ. Nhưng sau đó, không những không che chở được cho cô, mà ông còn phải chứng kiến bọn Hef's Villager làm thịt em gái mình. Thậm chí, chúng bắt ông cùng ăn trong sự căm phẫn. Điều này gây ra ám ảnh với Hannibal tới cả khi lớn. Ông bị trách nhiệm về việc phải đứng lên để chống lại các mối đe dọa xung quanh bủa vây, đến nỗi nhiều đêm ông mơ thấy rằng em gái của mình trong căn nhà vệ sinh cũ kỹ. Căn nguyên của mọi vấn đề đều bắt đầu từ đây. Dù trong phim không đề cập trực tiếp, nhưng nhiều chuẩn đoán cũng được đưa ra về việc Hannibal, kẻ thái nhân cách, bị ảnh hưởng từ các sự kiện thảm họa thời quá khứ. Lớn lên trong môi trường không khá khẩm mấy, đã làm tác động rất mạnh đến quá trình hình thành tâm lý chống đối xã hội của ông. Hay trong thuyết gắn bó, Attachment Theory cũng chỉ ra rằng sự phát triển nhân cách của trẻ sẽ ảnh hưởng bởi mối quan hệ mẹ con thời thơ ấu, cho nên trách nhiệm mà mẹ Hannibal giao cho ông ấy ngày đó đã trở thành một gánh nặng đeo bám suốt đời. Quả thật, khi nhìn lại các vụ án trong phim, ở những người mà Hannibal đã giết, có nhiều thành phần là những kẻ kịch cỡm, thô lỗ, thậm chí là sát nhân hàng loạt như James Gray. Tuy nhiên, những hành vi bất thường của ông không chỉ do một hai nguyên nhân mà nó được hình thành sau một loạt các sự kiện kinh khủng kéo dài trên 2 năm. Chúng tác động mạnh tới nạn nhân đến nỗi họ sẽ bắt đầu sinh ra những hành vi ngờ vực, xa lánh xã hội, sau đó dần bắt đầu tức giận và nảy sinh các hành vi bực tức, cáu gắt với mọi người, thậm chí là trút cơn giận lên người đối diện. Và thời điểm mà Hannibal chuyển mình chính là khi gã bán thịt sỉ nhục thể hiện sự phân biệt chủng tộc với người Murasaki của ông. Ngay sau đó, chiếc đầu của hắn đã được đem đi cúng tế. Không ngoại lệ với tên tù nhân Mix, kẻ tâm thần đa nhân cách đã thể hiện sự khiếm nhã với nữ cảnh sát FBI Starling, người mà Hannibal có cảm tình. Không lâu sau, hắn ta cũng phải trả giá đắt bằng những lời thì thầm thương vong của Hannibal.
Những dẫn chứng trên là 3 trên 7 hành vi được mọi người chẩn đoán cho chứng chống đối xã hội. Ông đã dùng những ngôn từ của mình để hòng thao túng tâm lý nạn nhân, không có chút để ý tới an toàn của người khác và mang xung đột mạnh ra để giải quyết các mâu thuẫn, hòng đem lại lợi ích cho bản thân. Một trong những triệu chứng nữa mà chúng ta thường thấy ở Hannibal là sự bình thản khi giết người. Vào giai đoạn đó, có vốn dĩ khá nhiều kẻ ung dung tự tại sau khi làm việc xấu. Nhưng những lúc như vậy, Hannibal sẽ tự đặt mình vào vị trí cao hơn những kẻ bất lương này, và thậm chí là trên cả thần thánh. Ông cho phép bản thân tự định đoạt việc sống chết của bất kỳ ai, hoàn toàn vô cảm và không hề có chút hối hận khi ra tay với nạn nhân. Trong một phân cảnh giết thanh tra Pazzi, Hannibal cũng đã thể hiện rõ động cơ của mình. Ông giết hắn vì tính hám lợi và chọn một hình phạt ở Anh thời Trung Cổ để áp dụng. Một trong vụ hành quyết nổi tiếng thời đó là với William Wallace, một hiệp sĩ người Scotland. Không chần chừ, Hannibal đã rạch bụng nạn nhân, thắt dây thừng và đẩy xuống cửa sổ cho ruột rơi ra. Mối thù năm xưa làm sao Hannibal có thể quên được? Với những kẻ dưới chuẩn mực xã hội, ông sẽ giết ngay khi có cơ hội và ngấu nghiến thịt má của một tên trong đó. Khi món ăn đầu tiên của Hannibal xuất hiện đã kéo theo sự thèm muốn về sau. Con mồi tiếp theo được Hannibal gọi tên là Donald Barber, nhưng có phần xui xẻo cho ông vì trong ký ức của Hannibal Lecter vốn có sẵn ác cảm về những tên lính sát hại em gái của mình, cũng thường ăn thịt hươu. Do đó khi gặp Donnie, ông đã không ngần ngại xuống tay giết hại. Dù bất bình thường về tâm lý, Hannibal vẫn có những nguyên tắc riêng khi thay trời hành đạo. Ông không bao giờ đụng tới trẻ em và xâm hại tình dục. Đặc biệt, với những người mà Hannibal xem trọng, ông luôn dành cho họ những lời ân cần và sự quan tâm hết mực. Ngay cả hãng kem dưỡng da tay hay mùi nước hoa của Starling, ông cũng biết. Trong sự im lặng của bầy cừu, ông còn tặng cho cô kem bôi tay cực hiếm, chiết xuất từ cá heo, và tặng cả trái tim đẫm máu vào dịp Valentine để nói lên tâm tư của ông cho Will. Không những vậy, lúc đang ra tay với thanh tra Pazzi, Hannibal vẫn nghe cuộc gọi từ Starling và xin cô thứ lỗi vì không thể tiếp chuyện. Bất chấp hoàn cảnh, Hannibal luôn muốn giữ hình tượng quý ông thanh lịch, có hiểu biết trong mắt của những người mình xem trọng. Mặc dù Hannibal cũng đã từng nói với Will rằng ông giết những người xấu để bản thân cảm thấy tốt hơn, nhưng tiêu chí về cái xấu của ông đôi khi khá mơ hồ. Với những gì đe dọa tới danh tính và lợi ích bản thân thì vẫn sẽ nằm trong thực đơn đặc biệt của ông. Đến đây thì cán cân đạo đức của Hannibal đã bị lợi ích cá nhân làm lệch hẳn sang một bên. Sự ngang ngược vì người thương của Hannibal còn thể hiện qua cách ông thủ tiêu thẩm phán Davis vì không cho đưa ra chứng cứ mới, và vì ông cho rằng một người như Will không đáng bị buộc tội. Vừa vì hết cách, cũng vốn dĩ đã không bao giờ tin vào công lý, nên Hannibal muốn áp dụng thước đo đạo đức của mình với Davis. Cứ như thế, hôm sau, thân xác của Davis đã bị treo lên sau phiên tòa. Không chỉ dành một niềm tin cho Will, trong tập Digestivo, ông còn đứng ra bảo vệ anh khi Cordell Domling đang cố rạch mặt Will để đắp sang cho Mason Verger. Nhưng kết cục sau đó là Hannibal đã lấy chính gương mặt của Carter để lắp qua cho Mason. Vậy trước đó, Hannibal làm gì mà để Mason phải tìm người thay thế mình báo ứng, ngay cả sau khi hắn đã mất khuôn mặt và liệt nửa người như vậy? Thực chất, cách đó không lâu, hắn đã phạm vào nguyên tắc tối kỵ nhất của Hannibal, làm chuyện đồi bại với trẻ em và hành hung người em gái Margaret của mình. Không thể chịu nổi hành động ghê tởm ấy, Hannibal đã đánh thuốc mê, bắt hắn ta tự tay cắt và ăn khuôn mặt của mình. Thay vì trước đây, Hannibal sẽ có một thực đơn những kẻ thô lỗ, thì giờ đây ông lại chuyển hướng đối tượng một chút. Cũng giống như ta thấy với Starling, Hannibal sẵn sàng chỉ dẫn ra các hướng đi để cho cô ấy dễ dàng phá án. Ở mùa 1, Will đã điều tra và muốn bắt tên sát nhân Jacob Hobbs, hay còn được gọi là Minnesota Shrike, kẻ đã giết tổng cộng 8 người phụ nữ khác nhau nhưng đều có chung các đặc điểm về độ tuổi, màu mắt, màu tóc, sau đó mang về cabin trong rừng quốc gia Chippewa Trail. Ông treo thành phẩm lên những chiếc gạc hươu từ các buổi đi săn, chặt xác ra, lấy thịt, nội tạng làm bữa ăn cho vợ và con gái, cũng chính là Abigail, người được Hannibal và Will cứu về. Vì vậy, không phải tự nhiên mọi người gọi hắn là Minnesota Shrike. Shrike chính là một loài chim ăn thịt, thường đưa con mồi mình đã bắt đâm vào vật nhọn để dễ dàng xẻ chúng ra. Nhận thấy được điểm này, Hannibal đã không ngần ngại giết thêm 2 nạn nhân chỉ để gợi ý cho Will. Ông luôn cho rằng những hành động giúp đỡ của mình là đúng. Một người trong số đấy là Cassie Boy. Xác của cô được tìm thấy trên đầu của một con hươu, thịt bị cắt, phổi bị lấy đi và lũ quạ cứ thế bao quanh. Người tiếp theo lại là Marissa Sker, bạn của Abigail. Dù bảo vệ cho Abigail khỏi hành vi quấy rối của Nick, nhưng Hannibal vẫn lựa chọn cô. Nhiều ý kiến đưa ra rằng vì Marissa cũng là một kẻ không ra gì, có thái độ bất kính với người mẹ của mình, nên khá hoàn hảo để Hannibal chọn trong lúc này.
và liệu rằng Hannibal cũng đang muốn khơi dậy con quỷ bên trong Abigail giống như Will, nên đã lợi dụng tình huống đổ tội cho Nick và khiến Abigail tự tay kết liễu hắn. Hình tượng con hươu vẫn chưa dừng ở vụ án, xuyên suốt bộ phim chúng trở thành cái bóng cứ mãi ám theo Will. Biểu tượng con hươu đen được gọi với cái tên là The Stag, là quỷ dữ, là những điều tăm tối, hay cũng chính là những góc khuất bên trong Will sau khi anh bắn chết Jacob Hobbs. Tâm trạng của anh giờ đây khá hỗn độn vì bản thân đột ngột cảm nhận được tâm lý của tên sát nhân. Và sự mơ hồ này dần hiện rõ hơn cho tới mùa 2 khi con hươu trở thành Wendigo, sinh vật nửa người nửa quỷ trong thần thoại của người Algonquin. Đồng thời trong tâm trí anh, Hannibal cũng đang thoát ẩn với hình dạng cặp sừng đen bự trên đầu. Do đó, không chỉ Will dần mạnh dạn đối mặt với các tác phẩm chết chóc kiểm soát được ham muốn của mình, mà ngay cả Hannibal cũng có sự phát triển hơn về quyền lực. Đặc biệt, từ phía tâm lý, Wendigo còn mang biểu trưng của sự tham lam, chúng không bao giờ hài lòng tuyệt đối với mọi thứ xung quanh. Cũng như Hannibal, một khi đã giết chết nạn nhân thì sẽ muốn tìm thêm nhiều người khác để thỏa mãn sự thèm muốn. Và trong một số tài liệu nêu ra, những người mắc phải chứng tâm thần Wendigo rất thích ăn thịt người, cộng thêm những thú vui đổi trụy khác. Nếu tới đây bạn muốn tìm hiểu thêm về sinh vật này thì có thể xem qua một số tiểu thuyết có đề cập đến chúng như là Pet Sematary của Stephen King, hay là một số bộ phim nổi tiếng với tiêu đề Supernatural, Blood Ties hay Teen Wolf. Cuối cùng, Hannibal kết thúc mùa 3 bằng cái chết của một tên sát nhân giết người theo chu kỳ mặt trăng. Hắn giết gia đình để được trở thành chính mình, và mỗi tháng vào lúc trăng tròn sẽ có một nạn nhân mới được chọn. Mặc dù biết đến Hannibal Lecter và thần tượng ông, nhưng Dolehide muốn thử sức mình nên đã âm mưu bắt cóc Hannibal và Will trên đường đến nhà tù mới. Chúng ta không cần đoán cũng biết kết cục. Dù không chủ ý giết Dolehide, nhưng trừ Hannibal ra, hậu quả của những kẻ đáng trừng phạt này chắc chắn rất thê thảm. Ngực của hắn bị Will đâm và cổ bị xé toạc ra bởi răng của Hannibal. Với sự khinh thường, Hannibal chỉ xem những kẻ thấp kém này là tảng thịt biết nói. Ông lột da, chặt xác và biến họ thành các tác phẩm nghệ thuật với sự thích thú. Thậm chí ngay cả với thẩm phán Davis, ông cũng không buông tha. Sau phiên tòa của Will, Hannibal đã biến hắn ta thành bức họa tựa như The Triumph of Justice của Gabriel Mesu. Trên đầu hộp sọ bị cắt đi, lấy da đầu che đôi mắt, một tay cầm kiếm và tay còn lại cầm cán cân. Và nếu nhìn kỹ, trên chiếc cân của Hannibal còn để thêm bên trái là trái tim và bên phải là bộ não, đại diện cho lý trí và luật pháp. Chiếc cân lúc này bị nghiêng về trái tim nhiều hơn. Phải chăng hàm ý của Hannibal là tình cảm của ông dành cho Will còn hơn cả lẽ phải? Ngoài bức tranh trên, trong mùa 2, chúng ta còn được bắt gặp nhiều tác phẩm chết chóc khác. Hiện trường vụ án tại đài quan sát của cô gái FBI Beverly Katz làm người xem liên tưởng ngay đến tác phẩm Mother and Child Divided của Daniel Hirst. Xác của cô sau khi đông lạnh bị cắt ra thành từng lớp, như cách mà cô đã xé nhỏ các tình tiết trong những vụ mà có liên quan đến Hannibal. Tất cả chúng được dựng trong các khung kính, còn lại thậm chí được chế biến thành một bữa ăn khác. Đến đây không thể không kể đến tác phẩm nở hoa của Hannibal. Ông đã chọn một ủy viên hội đồng thành phố tên là Sheldon Isley để biến hóa thành cây hoa độc. Nạn nhân được dựng thẳng đứng, bao bọc xung quanh bởi các cành cây. Ngoại trừ phổi ra, các nội tạng của hắn được thay bằng những bông hoa chứa độc. Chúng được ví là mang cảm giác giống như Harvest của tác giả Joel Peter Witkin. Nhưng tại sao người đàn ông này lại nằm trong danh sách của Hannibal? Được biết, khoảng 6 năm trước, Isley đã cho phát triển một thỏa thuận mà không màng tới sự phản đối của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường EPA. Bãi đỗ xe hắn cho xây dựng nên đã cướp đi rừng và hủy hoại môi trường sống của các loài chim quý hiếm. Cho nên, từng chi tiết Hannibal cài cắm vào, từ lá phổi đến những bông hoa độc xung quanh, hay cả vị trí đặt tác phẩm tại bãi xe cũng đều nêu bật được cái giá mà tên này phải trả. Không dừng lại ở đó, bước vào mùa 3, trong lúc trốn chạy cùng Bedelia nhằm bảo vệ chính mình, Hannibal đã giết vợ chồng tiến sĩ Fell để ăn cắp danh tính. Sau đó lo sợ bị bại lộ, ông xuống tay luôn với cả Anthony Demon. Hài cốt của anh liền bị Hannibal chế tác lại thành trái tim đẫm máu dành riêng cho Will, đặt ngay tại nhà nguyện Norman, nơi chứa đựng nội tâm của Hannibal. Giai đoạn này, Will cũng đang đi tìm ông, nhớ đến lời kể nên đã tới đây. Đối diện với phần quà Valentine, anh xem nó đại diện cho trái tim tan vỡ, đầy tổn thương của Hannibal, hệt như tác phẩm The Sacred Heart của Damien Hirst. Sự chết chóc tiếp tục tìm đến Topias, hắn cũng là sát nhân tương tự như Hannibal. Trong phim, hắn được giới thiệu là bạn thân của Franklin. Sự bay bổng của Topias cũng không thua kém gì Hannibal. Cây đàn cello đến giờ vẫn gây ám ảnh cho người xem là tác phẩm của hắn ta. Topias thản nhiên nói với Will rằng cây đàn từ gia súc chẳng thể nào mang lại âm thanh kiệt xuất, và sự cầu toàn này thúc đẩy hắn ra tay với một thành viên kém tài năng hơn trong dàn nhạc Baltimore.
Cây đàn đâm xuyên qua cổ nạn nhân, các bộ phận được tẩm hóa chất và tạo thành hợp âm. Tuy có vẻ khá kinh dị, nhưng chúng cũng khiến một lượng khán giả phải trầm trồ. Một kẻ điên cuồng như vậy, ngay khi tìm được đồng loại, hắn rất vui mừng. Hắn đã không ngần ngại mở lời làm bạn với Hannibal, nhưng ông chẳng những không quan tâm mà còn báo cho Will điều tra hắn. Thế là hai cảnh sát sau khi đến cửa hàng Tobias, thật không may đã không qua khỏi bàn tay rướm máu của tên sát nhân. Sau đó, nhanh chóng, hắn đã tìm đến Hannibal, định vạch trần thân phận của ông cho Franklin. Chưa kịp thì Hannibal đã bẻ gãy cổ Franklin, giết chết Tobias sau trận đấu vật vã và tiện thể đổ hết mọi tội lỗi về cái chết của Franklin cho hắn. Ngoài những tác phẩm độc dị ở trên, ta còn bắt gặp bức tranh được lấy cảm hứng từ Primavera, hay còn được gọi là Spring của Botticelli mà Hannibal đã chiếm ngưỡng tại phòng trưng bày Uffizi. Cũng như một số tác phẩm khác, Hannibal đã dùng trí nhớ cực đỉnh và những nét chì tài hoa của mình để vẽ lại. Nhân vật trong tranh là tiên nữ Clarice và thần gió Zephyrus, được ông thay đổi tương ứng với Bedelia và Will. Chúng ta biết đến câu chuyện bức tranh gốc được kể qua bài thơ The Fasti của Ovid về việc thần Zephyrus bắt cóc tiên nữ Clarice để làm chuyện không đúng đắn và cố tình chuộc lỗi bằng cách đưa cô về nhà, đặt tên Flora và dần khiến cô chuyển mình thành vị thần của những loài hoa. Không phải tự dưng mà trong mùa 3, tác giả lại lồng ghép các chi tiết này vào. Mùa xuân vốn dĩ đại diện cho sự tái sinh, biến đổi của vạn vật sau một mùa đông lạnh giá. Trùng hợp trong một phân cảnh, Hannibal cũng đã hỏi Will về sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Câu trả lời mà ông mong được nghe nhất phải chăng chính là cuộc đời trước và sau có hôn nhân? Bởi bức tranh còn đại diện cho tình yêu, hôn nhân và tình dục. Tương tự như sự thay đổi của Will hay Bedelia khi gặp ông. Nhưng bạn sẽ thắc mắc tại sao trong bức tranh lại là Will và Bedelia chứ không phải là Hannibal? Chúng ta cũng có thể hiểu khi đặt cây bút xuống, trong đầu ông không xem mình là tác nhân dẫn đến sự biến đổi của Will mà chỉ dẫn dắt anh tìm thấy con người thực sự của mình. Và hai người trong bức tranh đóng vai trò cực quan trọng với Hannibal lúc bấy giờ. Chính họ cũng thay đổi và khiến Hannibal có sự biến chuyển trên cương vị một vị thần. Đồng thời, nó cũng báo hiệu rằng trong tương lai, Bedelia có thể bị tác động trực tiếp bởi Will như kết quả của sự trừng phạt. Bên cạnh tác phẩm mãn nhãn từ Hannibal hay cây đàn cello của Tobias, chúng ta còn bắt gặp một số sáng kiến từ những sát nhân kinh dị khác như tên dược sĩ Eldenstam. Tác phẩm về khu vườn nấm được ra đời từ những bệnh nhân của hắn bị chôn sống trong trạng thái hôn mê do dùng thuốc. Chỉ vì niềm tin với việc các tế bào thần kinh của những người này sẽ kết nối với nhau và giúp nấm phát triển mà hắn đem họ đến một ngôi mộ, tiêm nước đường vào tĩnh mạch và trồng nấm ở trên. Còn không khí, nạn nhân sẽ hấp thụ qua các ống treo trên cây để giữ họ sống cho đến khi các cây nấm bắt đầu ăn mòn dần cơ thể. Ngoài ra, chúng ta còn được chiêm ngưỡng những thiên thần từ bàn tay tâm linh của Elliot Busdish. Hắn ta là người luôn tin tưởng vào các thiên thần, thậm chí là cắt da lưng của nạn nhân để biến thành đôi cánh, trở thành những người canh hắn ngủ. Lý do chính mà Elliot đưa ra cho hành động của mình là vì hắn nhìn thấy tội lỗi của họ nên đã cứu những người này bằng cách nâng cấp cho họ trở thành thiên thần. Thực chất, những gì diễn ra trong đầu Elliot phát triển từ khối u trong não của hắn, gây ra các ảo giác mạnh. Và những ảo giác này cũng khá giống với tình trạng của Will khi nhìn thấy những con hươu đen tượng trưng cho bóng tối trong người anh. Nhìn lại các vụ án đã diễn ra trong phim, Hannibal rõ ràng đã dùng hệ quy chiếu từ chính bản thân mình để đánh giá con người và các sự vật, sự việc khác. Ông không hề tuân theo một chuẩn mực xã hội nào, bất kể là ai, chỉ cần họ xâm phạm tới lợi ích cộng đồng, đặc biệt là quyền lợi cá nhân và những người ông xem là quan trọng, thì chắc chắn là không thoát khỏi được bản án do ông đặt ra. Người xem đã không khỏi khen ngợi vì thái độ bình tĩnh của Hannibal, mà còn vì những bữa tiệc trông cực đã mắt, những tác phẩm nghệ thuật được lồng ghép khéo léo trong suốt bộ phim. Chúng bí ẩn và khó hiểu, giống như Hannibal, nên càng khiến mọi người tò mò. Chính vì vậy, kể từ sự im lặng của bầy cừu với diễn xuất của Anthony Hopkins, bộ phim bắt đầu tạo được tiếng vang, đạt 5 giải thưởng quan trọng nhất trong Oscar. Phim xuất sắc nhất, nam và nữ diễn viên xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, kịch bản xuất sắc nhất và series 2013 cũng đạt được điểm là 8.5 trên IMDb. Và đó là những phân tích của chúng mình về những chuyện đã xảy ra trong các phần phim về Hannibal Lecter. Nếu bạn là người đam mê các vụ án kinh dị, hãy xem qua một số bộ phim như Án mạng trên sông Nile hay là Dahmer mà Way Too Weird đã từng làm video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Còn giờ thì Way Too Weird out.